Đến rạng sáng ngày 19 tháng 6 năm 2023, lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Quang Trung, đoạn tại phường 12, gần chợ Hành Thông Tây, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 6, một phụ nữ chạy xe máy trên đường Quang Trung hướng từ quận 12 đi cầu vượt ngã 6 ở quận Gò Vấp. Khi đến gần chợ Hành Thông Tây thì va chạm với xe container chạy cùng chiều. Sau va chạm, người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần xe máy, còn xe container dừng cách đó một đoạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để làm rõ vụ tai nạn.